Hello, chào mọi người. Thì ngày hôm nay thì là ngày mà chúng ta có bên Starland, chúng ta có một nhân vật mới xuất hiện, đó là Hanabi. Thì mình sẽ roll Hanabi cho Honka Starland nha. Nhưng mà trước mắt á, là có một bạn viewer, bạn cũng muốn roll Hanabi, cho nên bạn nhờ mà là anh ơi, anh có giúp em quay Hanabi được không? Thì anh thấy lắc anh cũng hơi ổn, em cần ra Hanabi, cho nên là hôm nay mình sẽ roll giúp bạn này trước để roll mình sau ha. Thì không biết là mình thí bạn hay là bạn thí mình nữa, không biết nữa. Ok, giờ lành đã điểm. Thì bạn này bạn nói là em roll Hanabi thôi, em không roll trấn. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ chỉ roll Hanabi thôi. Sambu, chúng ta có Jinjue và chúng ta có Hanja trong banner này luôn. Đang hang. Ok, ẩm nguyệt, ẩm nguyệt, ẩm nguyệt, ẩm nguyệt, ẩm nguyệt, ẩm nguyệt. Vậy là 70 lần. Vậy là bạn này được 70 lần rồi, là thở cái là nổ hả? Thở cái là nổ rồi. Ok, để coi coi. Ra này. Và đó là và đó là 71, 72, 73, 74, 75. Himeko! Úi dồi ôi, Himeko! Chinh chai luôn. Ây à, một tinh hồn Himeko nha. 5 minutes later. Rồi, bây giờ là quay lại tác của mình. Rồi, hiện tại là mình có nhiều đây, cộng với lại nhiều đây. Đó, ngày một lát mình xài sau. Giờ bắt đầu nè. Mới đây cũng đang hàng ẩm nguyệt thôi. Đó, mình cũng roll đang hàng ẩm nguyệt ha. Rồi, bắt đầu. Yo. Chưa nổ này. Chinh chue này. Và là quần què đó các bạn. 20 này, chưa nổ này. Hanja new. Mình như banner trước mình không roll Hanja. Hanja new. 30. Chưa luôn. Hanja với Sambu. Ok. 40. Buổi trò chuyện. thấy hơi có điềm điềm rồi ha. 50. Chưa nổ luôn nè. Ngoài nữa. 60. Cái gì đây? Đừng để. Này là cây nón ánh sáng tuân thủ nè. Này bạn nào làm event tuân thủ sẽ có nè. Event đầu tiên ấy. Trước khi ra mắt. Nổ rồi! Và đó là hòa hợp, hòa hợp, hòa hợp, hòa hợp. Sambo, ok. Let's go! Hey. Sparkle! Hanabi! Hai Sambo và Hanabi win! 3.5, ok, let's go. Giờ qua chấn ông ta. Qua chấn luôn đi. Qua chấn luôn, qua chấn luôn. Qua chấn luôn, trò đùa tầng thế luôn. Mới 20, bến bờ xa dự vậy. Ừ, bến bờ. 30. Chưa nổ nè. Cô ta,
hợt ta. Bố ơi. Nấm ơi. Từ từ nha, có điểm lắm nha. Sống ơi. Có điểm lắm nha, nổ nhiều dây. Bảy mươi. Làm ơn. Ở hiền gặp lành. Số 2. Số 3. Số 4. Điểm hẹn hành tinh. Let's go! Let's go! Thêm cả Guna Fan nữa. Let's go! Và như vậy chúng ta đã kết thúc cái buổi roll ngày hôm nay với kết quả toàn thắng dành cho mình.